Trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa, tiếng Anh đã trở thành một công cụ, một phương tiện để kết nối tất cả mọi người với nhau trên nhiều lĩnh vực. Cuộc thi Olympic tiếng Anh được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Anh, động viên khích lệ phong trào học tiếng Anh và góp phần xây dựng cộng đồng học ngoại ngữ trong sinh viên toàn trường. Sau một thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của sinh viên đến từ các khoa trong toàn trường. 14 video clip có chất lượng cao và ý nghĩa đã được đông đảo người xem đón nhận nhiệt tình. Mở đầu trận chung kết, màn chào hỏi xuất sắc của 6 đội thi với nhiều thể loại như nhạc kịch, ca hát đã thể hiện được tư duy sáng tạo, tình yêu và khả năng tiếng Anh, đặc biệt là nhận thức của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề xã hội nhức nhối trên toàn cầu. Trong thời gian qua, Trường Đại học Đại Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho sinh viên và trong cộng đồng. Và hưởng ứng tinh thần đó, khoa ngoại ngữ đã quyết định chọn chủ đề Let's Go Green là chủ đề cho cuộc thi Olympic lần này. Trong phần thi kiến thức xã hội, các đội thi đã thể hiện được sự hiểu biết của mình bằng cách nhanh chóng đưa ra các câu trả lời chính xác cho các câu hỏi xoay quanh về chủ đề môi trường. Phần thi hùng biện, các đội tự tin bày tỏ quan điểm và mạnh mẽ kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, cứu lấy trái đất. Cuộc thi Olympic tiếng Anh đã diễn ra thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người xem về một bức tranh đa màu sắc về tài năng sinh viên và phong trào học tiếng Anh trong toàn trường, tạo tiền đề cho những thành công ở những sân chơi trí tuệ lớn.